Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết calligraphy bằng bút highlighter. Mình biết là cái bút highlighter này nó khó viết hơn cái bút của Thiên Long rất là nhiều bởi vì nó vuông và hơi góc cạnh ấy. Thì các bạn có thể lựa chọn một cái bút highlighter cái phần thân nó tròn tròn để các bạn dễ viết nhé. Bây giờ thì cái ngòi ấy của các bạn ấy thì các bạn có thể thấy rằng nó sẽ bè. Thì khi các bạn đưa lên ấy nó sẽ nét mảnh và đi xuống ấy là nét đậm. Bây giờ mình sẽ ghi bảng chữ cái nhé. Đây các bạn ghi nét mảnh, sau đó kéo xuống nét đậm, xong rồi nét mảnh. Khi mà các bạn kéo nét hoặc để nét đậm hoặc nét nhạt ấy, thì mình nghĩ là khi mà các bạn kéo nét đậm xong, các bạn dừng lại, các bạn đi nét mảnh, sau đó rồi dừng lại và đi nét đậm tiếp, thì nó sẽ đỡ bị đứt gãy cái chữ của mình. Thì các bạn có thể thấy các chữ mà mình đang viết, mình quay rất là gần để cho các bạn thấy. Cái chữ của mình viết ấy nó còn hơi sộc sạch một chút, mong mọi người thông cảm. Bởi vì trong quá trình quay của mình phải cần lấy ánh sáng ấy. Và đây, đấy các bạn để lại. Và các bạn kéo chữ F hơi bị fail. Bởi vì cái góc của cái thân của cái bút này này, khi mà mình đi ấy, nó rất là kiểu như là nó rất là cứng ấy. Bởi vì nó vuông ấy, mình đưa tay nó hơi đau một chút. Nhưng mà sau này khi mà đấy là mình viết chậm, nếu mà viết nhanh thì nó đỡ bị đau tay hơn. Đây, rồi các bạn kéo nét lên, kéo xuống, rồi đi lên. Các bạn đi nét đậm xong, các bạn dừng lại, các bạn chuyển cái ngòi bút và các bạn đi nét mảnh. Thì cái chữ của các bạn nó sẽ liền luôn và nó không có bị đứt gãy nhé. Đây, chữ K. Cái điều mà đáng chú ý khi mà các bạn viết calligraphy bằng bút highlighter, khi mà chuyển nét đậm và nét nhạt nó sẽ bị đứt gãy. Thì mình khuyên các bạn khi mà các bạn đi nét đậm xong, xong đó đi nét nhạt ấy, thì các bạn nên chuyển đường vòng một phát, thì nó sẽ không có bị đứt cái chữ của mình và nó không có khiến cái chữ của mình nó bị thô ấy. Mới ban đầu tập, ngày trước mình cũng mới ban đầu tập thì chữ của mình khá là thô. Sau này khi mà các bạn viết quen rồi ấy, thì các bạn sẽ luyện cái chữ của các bạn nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ mềm hơn. Ngày trước thì mình nhìn lại những cái chữ của mình ngày xưa mình viết ấy, khi mà mình mới tập ấy, thì nó mình không muốn nhìn lại luôn, nó cứ như kiểu là người ngoài hành tinh ấy. Nó không ra một cái chữ nét gì hết. Nói chung là nét đậm với nét nhạt nó cũng như một nét vậy thôi. Sau này thì mình tập từ từ thì mình quen. Rồi khi mà mình viết chữ calligraphy bằng bút highlighter nhiều quá, mình viết qua bút brush ấy, thì lúc mà mình cầm bút brush mình viết calligraphy ấy, thì cảm thấy nó lại khó khăn. Xong rồi mình lại phải tập nữa. Kiểu như là mình viết calligraphy bằng bút highlighter nó thành một thói quen, xong rồi mình chuyển qua bút brush để viết thì bút brush thành một thói quen, xong rồi quay lại calligraphy bằng bút highlighter ấy. Kiểu như tay của mình hơi cứng, bởi vì mấy cái bút highlighter ấy thường thường cái ngòi của nó khá là cứng ấy, chuyển nét hơi là khó. Đến bây giờ thì mình không còn gặp khó khăn trong việc chuyển giữa hai loại bút brush và bút highlighter nữa, bởi vì mình khá là quen rồi, viết trong một thời gian khá là dài. Và bây giờ mình sẽ đổ bóng cho chữ để cái chữ của các bạn thêm nét. Các bạn cũng có thể thấy là khi mà các bạn viết chữ bằng bút highlighter thì nó cũng khá là ổn, chứ không có quá là tệ đúng không? Bây giờ thì mình sẽ viết một vài chữ, các bạn có thể nhìn gần nhé. Đây mình viết nét đậm xong, mình đưa cái ngòi của mình lên nét nhạt, xong mình để nét đậm rồi nét nhạt tiếp. Các bạn có thể thấy khi mà các bạn mới tập nó sẽ bị gãy. Sau này khi mà các bạn viết quen rồi, các bạn viết nhanh ấy, cái nét của các bạn nó sẽ không bị gãy như chữ C của mình ở phía dưới đây. Và đây mình đang ghi chữ G. Ôi nó hơi bị lỗi rồi, thấy chưa? Mọi người nếu mà không cẩn thận nó sẽ bị gãy cái nét nhá. Hồi trước mà mình mới tập ấy, chữ của mình cũng như ma le vậy đó các bạn. Ghê lắm. Như người ngoài hành tinh vậy ấy, mình muốn trả đĩa bay về cho thế giới của nó. Nhưng mà bây giờ mình luyện tập rồi mình sẽ yêu nó nhiều hơn. Đây các bạn có thể thấy chữ Y thì nó khá là dễ rồi. Các bạn đi một nét đậm xuống, xong các bạn vòng cái ngòi, rồi các bạn thêm một cái phần nét mảnh phía dưới nữa. Đây là những cái chữ mà các bạn thấy đây. Các bạn đi từ từ thôi, khi mà các bạn đi nét mảnh xong ấy, sau đó dừng lại, đi nét đậm. Mình nghĩ là khi mà cái nét đậm ấy các bạn nên vòng tròn lại một phát, thì khi mà cái nét chữ của bạn nó sẽ đẹp hơn. Ngày trước mình đi cái nét vòng ấy nó khá là cứng, nhìn nó khá là thô. Sau khoảng thời gian này ấy, thì mình nghĩ là đi nét vòng tròn nó vòm lại ấy, nó sẽ đẹp hơn. Chữ M của mình hơi lỗi. Và bây giờ mình sẽ đi chữ N. Chữ M. Mình tưởng mình đi chữ N chứ. Đây,
giống như việc các bạn mới tập luyện chữ ấy, nó sẽ có nét như thế này này. Thì các bạn luyện như thế này, xong rồi sau này khi các bạn ghi ấy, thì nó sẽ dễ hơn. Mình ít khi tập kiểu này lắm, mình kiểu như là tập chữ luôn ấy. Và bây giờ thì mình sẽ ghi một cái chữ. Các bạn không cần ghi một cái chữ theo kiểu như là nó khá là bằng cái nét ngang của tờ giấy đâu. Các bạn có thể ghi vòng lên theo như kiểu calligraphy hiện đại vậy. Đây. Cái ngõ nó hơi lông nhỉ, do vì mình viết mình không có để ý ấy. Nhưng mà nhìn nó cũng lạ lạ, cũng hay. Mình rất là thích Rose. Rose của Blackpink. Đây các bạn hay, bình thường các bạn sẽ hay ghi bằng như vậy. Bây giờ các bạn có thể chuyển nét của các bạn kiểu như là các bạn viết lên dòng xuống dòng theo cái chữ mà các bạn muốn. Kiểu calligraphy hiện đại không cần bằng dòng. Đây. Và xong rồi, ta-da, toàn bộ chữ calligraphy của mình. Nhớ like, subscribe và share để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.